Chơi được. Rồi chơi luôn, chơi luôn. Mega kill, mega kill, hiu 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 hiu, mega kill, lu 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 lu. Đại diện nhưng mà xưa đừng quên, nếu bạn nào mà thích xem live của Lao thì có thể là nhấp vào follow ở phía trên này nhá. Nhập vào follow fanpage Mơ Sướng nha, để theo dõi những cái buổi live stream sắp tới ạ. Anh luôn là dần những cái đứa nhỏ là không bao giờ được khen anh. Nhưng mà anh thường game cái tham của anh thường bỏ đi lại. Anh bỏ đó mà bỏ rơ ra là rơ vậy, anh đừng sát. Anh đừng sát thì mỹ phá đấy nhá. Cái phá đấy là anh đừng sát chị mỹ, anh côn chị mỹ là lui lại để em đứng trước cho, mà chị mỹ cứ lao lên như vậy mà trong khi là thằng khỉ ở đâu đấy. Khi mà anh đứng sát chị Mỹ mà nhìn chị Mỹ nằm xuống những cái của anh bị can quét vào đấy. Trời ơi chưa? Cái máy chơi ạ. Tự nhiên đang đứng đó cái nghe khỉ kêu, lên đi Mỹ ơi, lên đi Mỹ ơi, Mỹ trâu lắm. Đấy. Lên đi. Khỉ xúi rơ rá rơ rơ. Mỹ lao vô Mỹ cần nằm luôn. Trời ơi. Vodka. Quy lên nha. Ghê dạ, Rishi luôn kìa. Quy lên nha. Ok. Ôi trời ơi, á rúm ạ. Này, các bạn nhá, công tâm mà nói nhá. Thì Lao để cái tóc này nhìn hợp lý không ạ? Đẹp thế. Để mình nuôi dài từ cái mùi. What the hell? Để theo một cái phong cách, gọi là phong cách kiểu thời xưa lắm. Đấy, các bạn công tâm mà nói nhá, các bạn không được nói dối lòng nhá, phải thật lòng đấy. Sắm mùi con hả? Được không ạ? Được có. Cướp hả? Cướp không? Ok, mình đang tới. Cướp đi. Đây, anh cướp đi nhá. Bên này. Hay quá, cướp đi, đúng rồi, cướp đi. Hay quá. Một em. Hay, cướp đi. Cướp được. Hay quá. Anh đây, anh không thằng nào có thể cướp được khách của anh hết đấy. Không phải lo đi. Yên tâm của anh đây. Ok, dẫm mang con giả này đập chết luôn. Đi lên mấy hồ qua đây nè cái. Có. Ok. Sau đây mày sẽ thi triển giáo án. Nó coi rồi mọi người. À, bị lát khỉ ơi, bị lát. Mày quá kìa. Tạm đi. Mém nó gãy rồi, tự nhiên bị lát. Chọc luôn. À, từ. Qua đây khó nha. Quái có đâu. Ê, bắn chủ kìa, Bắn đi, bắn được, bao đi. Vào đi! Vô kìa! Vào đi! Đúng rồi! Vô! Đấy, hợp lý bái chay! Chơi được ngay! Rồi, xong rồi! Được! Phải tánh thủ như vậy để cho anh chém! Không, quá hợp lý! Quá hợp lý luôn! Ồ trời, đấy! Được, xứng đáng, nhận con búa đỏ xứng đáng. Mà ấy, thằng ấy con chưa bán mà ấy. Rồi, nó lên bảng rồi. Trời. Quá, mấy thằng này hết chưa bán mà nó khỏe thế, nhà nó quật mình gần quẩy ạ. Thì cứ chơi đi anh của anh bét ra vừa này. Đấy, đấy này. Anh đây. Vào đây. Ủa thầy đâu rồi? Ờ mẹ chạy. Ok. Tao quật mày chết luôn đấy. Không, chỉ Mỹ phải chết như vậy để tạo một cái ban đập. Chỉ Mỹ chết xứng đáng. Quá xứng đáng.
Quá xứng đáng, quá xứng đáng. Xứng thấy không? Quá xứng đáng. Phải chết đối với Mỹ xinh như vậy. Trả tiền vậy đó nhí mày. Phải là phải bỏ mày ơi. Đôi lúc mình phải biết buông bỏ mày à. Đôi khi phải hy sinh nhọc nhọc. Rõ ràng quan điểm như vậy ạ. Chơi được đây, chị Mỹ lao lên bắn chém. Chị Mỹ ơi, em sát đằng sau chị rồi. Chơi đi chị ơi. Em đi thôi chị rồi. Em ở đằng sau chị đấy rồi. Lên đi rồi à. Phá đá khỉ nút mi hộp á. Chơi đi, lên đi. Lên đi, anh đi rồi, em lên đi. Trời ơi, cuốn. Cứ lao lên chơi đi. Anh yên tâm, cứ chơi đi. Cứ rơ ná ra rơ về đi. Rồi, đổ lít. Chơi được nha, cậu anh đấy rồi, các em ơi, chơi đi. Anh qua một phát là, anh qua nhanh lắm. Ơ, nút mày hả? Chơi được, vào đi, bắn trù luôn, không phải sợ. Bắn trù đi. Ok. Anh sát được không? Bắn luôn, bắn này, khỉ ơi. Vào đi em ơi. Vào này. Bắn luôn pha này luôn, không cần phải lâu bắn trù. Vào nha, rồi vào luôn, vào đây. Vào, đúng rồi, hay quá, vào nha, rồi. Chơi được các em ơi, chơi luôn. Chơi được. Ủa, à khỉ có hồi sinh nhanh hả? Chơi được, hay. Đấy, trời chết, nhưng mà lại tạo tiền đề cho team mình quét sạch nó thì không phải là hơn, đúng không? Bây giờ tạo tiền đề quá nhiều luôn á. Quá, phải tạo tiền đề nhiều hơn nữa để... Không, một khi mà My nằm số là team 7 không phải 3 đứa nằm. Phải 3 chắc chắn nó như vậy ạ. Giết chị Mỹ. Phải 1 đổi 3 mới được. Giết chị Mỹ của Mơ Sương là chỉ có chết 3 thằng đời lên. Rõ ràng con điểm như vậy. Không có hơn. 3 giây là anh có mặt trong con bát. Vào đây các em, vào luôn. Rồi, vào đây. Ôi trời, khốn nạn. Khốn nạn quái đâu. Quật đeo tìm được cả quái đeo cổ. Ta khỉ bay vào mà quái đeo cổ chơi cái gì ạ? Đeo một quái. Ta khỉ ốm mà đeo. Ta khỉ vào mà đeo một quái mà tao sợ mấy thật đấy. Vào bắn này, có anh đi rồi. Có anh ở đấy rồi nha, vào nha. Có anh đây rồi, các em ơi, vào đây. Chạy đi. Thôi, chơi được rồi. Chơi được nha. Chơi được, 3 thằng 5 xuống rồi kia. Vào đi, bắn trụ đi em ơi, vào đây. Anh đây. Đấy, yên tâm. Đà nó là sau 3 giây là anh có mặt, không phải lo lắng gì hết. Cứ 3 giây lên. Anh không đi lấy mà cứ 3 giây anh cứ đếm đúng, đếm 1, 2, 3 là có mặt sau lưng nó. Ok, để bên xí, sắp ra rồi. 2 giây. Khốn nạn. Tiếp em ơi, không bê. Lên nè. Mình chở lên tới nè. Ba đường không? Ba đường, vào nhá. Cứ đếm 1, 2, 3 là cổ. 1, 2, 3 là vèo. Mơ Sương ở sau lưng nó. Không phải lo nó. Chơi, bắn được. Thằng khỉ bay vào mà, bắt được người em nào. Đổ lít ở đây đó rồi. Một, hai, ba là một. Vào đây. Không, là mẹ hết bị dụ rồi. Là lại hết bị dụ rồi nha. Chơi được. Chơi đi, em xuống rồi. Chơi đi. Rồi, chơi luôn. Mega kill. Ơ, khốn nạn. Khốn. Mẹ chơi đều thế.
Để các bạn nhá, đó là cách chơi ăn me các kiểu của Quyền nhá. Cứ xúi đồng đội mình lao vào trước. Cứ xúi đồng đội vào trước mà mình chỉ vào vết nản thôi, dài gì ạ. Tội gì mà vào đầu tiên ạ. Đấy, cứ xúi đồng đội mình đánh căng hắng là mình quật căng xưởng đấy các bạn. Chả có vấn đề gì cả. Rồi, tiếp các em ơi.